Bố cho một cái viên nhỏ vào chỗ này đi, để con ke đoạn này đi. Bà lóc cổ, phim đi rồi. Đã. Mẹ tên bà lóc cổ kia. Để đâu con ke cái đường này nè. Ok. Mẹ tay tôi được bỏ lúc của kia, mát xa. Mình tranh thủ làm được móng xong cái này để yên tâm luôn nhé. Nấp xong là mọi người láng lên. Đẹp luôn. Giai đoạn này chỉ tính được như thế thôi. Ôi dìa. Massage ra kia. Ôi giời. Mà xa ra bị đổ phim nữa à? Mà xa mai quá. Fessa, Marco, Fessa, tudo massa lá embaixo, ó. Fessa, abri mais, Fessa, abri mais. Fessa, tudo massa. Água, água. Fala, viu? Fessa, fora também, já? Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Huy Khánh Vlog của Sống Châu Phi. Công việc ngày hôm nay của chú cháu Huy Khánh và tất cả bà con bản làng là xây móng nhà thứ 9 và móng nhà thứ 10 để cho chú Si Cù với cả tất cả các bạn thanh niên để có thời gian để nấp đất vào trong. Bởi vì cái móng nhà thứ 9, nhà thứ 10 thì là nó cũng hơi sâu một chút. Thì mọi người đào mất 1-2 hôm. Xong rồi thì là chú cháu Huy Khánh cùng với anh Quỳnh chạy qua thì là hỗ trợ bà con tranh thủ từng ly từng tí một căn ke thời gian, vừa hỗ trợ Mạnh Thường Quân cái dự án nước sạch và hỗ trợ bà con ở trong bản nàng Hoa Hồng. Thì bây giờ là móng nhà thứ 10 là cũng chuẩn bị xong rồi.
chắc là trong tầm khoảng hơn một tiếng nữa thì là cũng sẽ gọn. Những chỗ này thì bố cho vít mạch cẩn thận rồi nhé. Cái móng này mình còn chát nhưng mình vít cẩn thận. Vâng. Ở đây là tí chú xì cù mình xây xong rồi. Mình chạy thì chú xì cù với mọi người chát nốt. Thì giai đoạn này là Khánh chạy. Khánh với chú với anh Quỳnh đang hỗ trợ là chạy như rồng rồng luôn. Dô dây aki tâm mày nhá. Phê xà tu đủ. Đồ bô ra bô cà phò à? Tâm bông. Thì tất cả các móng bên ngoài là mọi người cũng sẽ chát hết luôn. Để tránh trường hợp mùa mưa gió là nước ngấm vào chân móng. Mình cứ viết tương đối thôi, vì mọi người cũng còn chát nữa mà. Anh Quỳnh ạ. Đấy, cứ nên được cái móng nào là yên tâm cái móng đấy. Ok, mẹ tên block rồi. Adobe Ali, Marago. Đây nè. Mà sao kia? Bây giờ là Khánh sang bên kia thì là ở bên móng nhà thứ 9 thì các mama thì đang nấp đất. Khánh sang quay cho quý vị khán giả xem móng nhà. Ok mama. Mama phê xà tu đủ. The boy tiêu si cũ cũng tu đủ. Ô mì bà tê á. Thì là buổi ngày hôm nay thì cũng hoàn thiện luôn là được hai móng nhà. Thì là mọi người san ra không còn thiếu đâu thì là các mama lại tập trung vào. Bây giờ các công việc xây dựng thì ở bản này là Huy Khánh không có mặt nhưng mình chỉ cần định hướng thôi. Là chú Si Cù với cả các bạn thanh niên là cũng gọi là tay nghề thì cũng đã có tự tin. Là đã khi mà Khánh chưa hướng dẫn là các bạn đã cũng đã biết đo ở những cái nhà mà mình đã làm sẵn rồi ấy. Thì là mọi người cũng vẽ ra và đo kích thước chuẩn như những cái nhà đã xây rồi thì là mọi người chia cũng rất là chuẩn. Khi mà Khánh kiểm tra lại. À, chuột chuột chuột. Ok. Aki mau. Iya. Biro ni dah mati Aki. Đến hôm nay thì là Khánh vẫn chưa mượn được cái máy xúc của bên chủ tịch, bởi vì gọi điện cho chị Lucia là chị Lucia bảo là người ta sửa vẫn chưa xong, bảo không phải là chỉ có hỏi kỹ ra là không phải là chỉ có mỗi hỏng lốp, cả một quận huyện này được mỗi có mỗi một cái máy xúc.
thì là người ta vẫn đang sửa, thì chị Lucia chị bảo là để chị hỏi kỹ lại là xem là hôm nào xong thì là mình mới mượn được. Đấy, còn việc bác chủ tịch bác ấy hứa cho mượn ấy, nhưng ở bên dưới thì máy móc nó trục trặc thì là mình phải đợi thôi, không làm nào được. Khánh muốn có cái máy để mình cuốc xơi tơi tơi đất lên để cho mọi người có thể là dễ đóng gạch, hay là mình muốn san những cái lèn sân của bản này để cho nó phẳng, nó sạch sẽ và mọi người đi lại hay là mọi thứ cho nó dễ dàng. Và cũng muốn đào một cái ao ở dưới kia, nhưng hiện tại là chưa có máy xúc nên là Khánh vẫn cứ phải lựa thôi, nên đang phải sắp xếp. Aki mama để bôi pha la tu đồ mày bật tê bay nhá. Ca già bật tê sao đu đủ, tao bóng. Ừ. Fora no fesa, fora no fesa, fora reboka. Nên Khánh bảo mama là bên ngoài không được nấp vào vì bên ngoài là còn chát. Để các chú mấy anh em là tranh thủ là chát. Ok, mete tudo fora, mete dentro. Não, buka apa? Apa? Sara da mama Rosa. Tamanya aqui alto, tira. Aqui tá alto. Sim. Mete aqui. Thôi, về cơ bản là chỗ đất này là chắc là cũng đủ nấp vào đây rồi. Nên yên tâm là mọi người chỉ đầm với náng thôi. Đầm náng với chát thì chắc sau 1-2 ngày là quý vị khán giả sẽ được ngắm. Được ngắm hai lền móng đẹp rồi lại bắt đầu mọi người xây. Và Khánh tranh thủ lại ke thêm móng cho bà con. Cũng lâu lắm rồi không bay flycam để cho quý vị khán giả ngắm bản nàng. Hôm tới Khánh tranh thủ mang flycam đi thì là Khánh sẽ bay để cho mọi người cùng xem. Là xem là tiến độ công việc của bản đến đâu rồi. Dạo này Khánh cũng căng sức ra để làm sao mà hoàn thành các dự án cho nó hợp lý, để các mạnh thường quân thì mạnh thường quân về thì dự án nước sạch cũng không xong đâu, thì là vẫn tiến hành thôi. Thì là Khánh sẽ sắp xếp đội thợ riêng để dành cho dự án nước sạch. Còn đâu là cơ bản là mình vẫn phải để ý ở đây làm sao mà dự án bản làng Việt Nam này thì là hoàn thành đúng tiến độ. Mà cái điều Khánh lo lắng nhất là cái vấn đề đóng gạch. Thì sẽ phải sắp xếp làm sao mà thuê người làm sao cho nó ổn định để mọi người đóng được gạch nhiều nhất. Ok mama phê xả bay nhá. Mati vai ali akaba. Si. Còn cái cây to này thì là khi mà ngôi nhà xây, mấy ngôi nhà ở xung quanh gần đây thì là thời gian tới là Khánh sẽ tính. Rồi Khánh cũng sẽ bàn qua với chị chủ tịch xã một chút. Hết vữa bố. Đấy, anh Quỳnh ra đảo vữa này nữa. Không kịp đúng không? Vâng. Ok ok. Thế chỗ này thì chắc là mấy xe ruồn nữa là đủ rồi. Vâng. Đấy các góc này xong hết rồi. Ok, Masaki. Aquele lugar aí no
Bate massa. Mai. Até tudo. Todo, mestre, todo. Tá louco, vai, agora, tá mestre Firmino. Tá louco, tá louco eu. Tá bom. Tem boa agora, mas tá dividido o trabalho. Sim. Entendeu, né? Sim. Comunidade, fazer bem, mas também contente. Sim. Mas ficar aqui, não ficar aqui, todo dia, beleza? Fazer bem. Tá bem. Ok? Sim. Não bem, beleza? Quando fazer, depois voltar, vai ver de novo. Já tá bom ou não tá bom? Ok? Tá bom. Quando fazer triângulo com viga, com sapa, matina assim mais. Tá bom? Tá bom. Com caboclo aqui, quando fazer livre, livre com manguela, igual a antes, matina fazer janela. Cái mẫu mọi người đã làm cái gì cũng phải cẩn thận, phải học được đức tính cẩn thận. Chịu khó thì khi sau này xong xong bản nàng thì đã mọi người có cái nghề. Đẹp ở đấy, sắp gọn rồi đấy. Cho mọi người đi vít xong là vít mạch với cả chát chúm nữa. Tisiku, Marco, de boa boca, tudo fora. Tá bom. Entra, né? Tá bom, mano. Dentro, boa defesa. Dentro, boa falar mamá, Firmino defesa. Outro, da boca fora, tá bom? Sim. Tá bom. Depois, sozinho, fazer sal. Sim, tá bom. Bây giờ lên là cả Huy Khánh với cả chú cũng không phải làm rồi. Nên là mọi người cũng tự làm rồi. Adobo, auto, cota. Sim, tá. Entra, bom. Entra, né, em cima. Tá bom. Fesa, tudo situ. Tudo situ beira tu, fecha. Aqui também. Fecha tudo, ó, fecha tudo lá em cima. Ê, quý vị khán giả ra xem ạ. Thì, chú Vũ Minh Quỳnh, mấy cả Khánh với cả mọi người là cũng vừa hoàn thành xong được cái hai hàng máu. Là bây giờ là mọi người chỉ còn đi vít lại những cái chỗ mà còn thiếu vữa này, mọi người vít lại và chát bên ngoài nữa là gọn. Bình thường ra thì mình chỉ cần lên góc thôi thì là bà con thì cũng đã xây được rồi. Nhưng hôm nay để chú cháu tranh thủ ở đây cho nó nhanh, để được hai cái móng nhà luôn, là để làm tốc độ để cùng được hai cái móng luôn, để láng lên luôn cho mọi người lấp, để công việc cho nó chạy, để Khánh với chú với cả anh Quỳnh còn chạy chỗ dự án nước sạch nữa cơ. Nó vì nhiều việc nên là phải tính toán căn ke từng ni từng tí thời gian một. Để mọi người làm thì là sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng mình tập trung vào, mấy người tập trung vào, gần chục người tập trung vào thì nó cũng sẽ nhanh. Phê xa tú đủ à? Tiếc nhỉ, hôm nay xây xong hai móng rồi mà không có flycam quay cho khán giả xem. Aqui, fala, viu, fez aqui. À, đang đảo à? Một xe rùa đấy là đủ đấy. Ok, vì đã xong ông cần được màu á, xong rồi. Một xe rùa là đủ thôi. Xe xả bay nhá. Mình đợi mọi người đảo vữa xong này thì chít hết lại chỗ hở. Sau đó để cho các mama đã nấp lại và các bạn thanh niên là chát bên ngoài. Đấy, gần hết rồi, bố cho viết nốt nhá. Bố cho các bạn viết nốt rồi. À kia, kia. Đây, còn chỗ này còn mấy cái mạch nữa này. À kia, kia. Không được ảo, tất cả phải làm cẩn thận, sau này các bạn ấy mới có cái tính cẩn thận. Bởi vì làm xây dựng này mà ẩu là lần sau cứ quen tay ẩu thôi. Đấy, bước đi kiểm tra nhá, còn cái mảnh nào viết hết, trong ngoài phải viết hết. Sau đó để bên ngoài để cho người ta chát thôi. Ok, con sang cho mama đi. Bảo các mama một chút xong là mình lên trên kia. Vừa Khánh hỏi cảm nghĩ chú Siku rồi thì là giờ Khánh cũng hỏi cảm nghĩ các mama xem là giai đoạn là Mạnh Thường Quân ở đây và cũng chuẩn bị về nước rồi thì là xem các mama nghĩ như nào. Mama,
Tá bom, né? Tá bom. Tá quase, é? Tá, pai. Falta um bocado. Mamãe, aqui alto. Aqui é tirar mais. Tira. Não tira muito, hã? Aqui alto, só tira a meia. Aqui também falta. Desça mais alto, bucaro, quando bater, baixa. Fora, não fecha. Fora, reboca. Vai mandar água. Mamã! Tempo patrocinador, vi aqui Angola. Matino todo dia fica aqui Angola. Matino todo dia fica aqui comunidade. Não igual a antes. Antes, todo dia, eu vim aqui ajudar a mamãe, curtir, fazer obra, fazer casa, fazer navra. Tem boga, tem pouco tempo, vim aqui. Mamãe pensa como? Pensamos que Martins já fugiu, foi, não venha mais. Martins fugiu? Nem pensamos que fugiu. Me levaram já. Nós estamos precisando do nosso Martins para vir. Nossas obras também tá arduoso, tá atrasado. A obra ficou, não acabou. Essa visita vinha com Martins, parece. Levar o Martins já foi. Martins. Não, Martins está ocupado. Faz visita, eles atendem também. É engarro. Antes, Martins já fala, patrocinador só vi aqui 21 dias. Martins ajuda patrocinador, ajuda a Uqua. Tá bom. Ademi Uqua, Lúcia. Ajuda a água desde a comunidade. Tá bom. Também está quase. Quase. Também Martins está celebrar grupo. Depois ajuda a Uqua. Tá bom. Depois Martins tem tempo, vi aqui ajuda tudo mamá. Tá bom. Não medo, Martins, sair aqui, hã? Tá bom! Vamos chorar! Obra aqui, quando acabar, Martins, sair. Não acabar, não sair. Tá bom! Ok? Tá bom! Martins com mamá, tudo junto. Tá bom! 2025, acabar aqui. Tá bom! Tá bom? Yeah. Aqui, Vina, Vietnam. Antes, Martins já fala, termina 2025, tudo certo. Tá bom. Não tem como não certo. Tá bom. Ok? Já. Não pensa muito, hã? Nada, estamos chorando. Estamos chorando, nosso filho foi. Também, mamãe, patrocinador, também está celebrado, vai. Ei, tá embora. Sim. Obrigado. Obrigado, meu filho. Obrigado, nosso patrocinador. E ele, um dia mais para vir, mais. Saudar mais aqui em Angola. Porque nós lhe precisamos muito. Muito mesmo, agradecemos muito. E lhe mandamos um cumprimento na família dele. Toda a família lá que vai. Ok. Mandamos muito cumprimento. Sim. Muito agradecimento também que pedimos. Yeah, nós já agradecemos muito, mas ele volta. Volta mais para nós. Tá bom. Queremos, tá bom. Yeah. Yeah. Depois, Martins leva tudo, coisa, tudo fala com Mamá Riqueta. Fala com o patrocinador. Ok? Tá bom. Igual eu convido ele, depois vão estar mais aqui. Tá bom. Yeah, tudo mamá faz bem, já? Yeah? Yeah. Força, faz bem. Yeah. Tudo obra, fica bonito. Yeah. Também Martin, também tá Berebra, muito beijo, depois acabamento aqui. Tá bom? Yeah. Ok. Thì là video ngày hôm nay thì là Khánh cũng cùng với anh Quỳnh với cả chú Vũ là tranh thủ thời gian và đi qua bản làng và hỗ trợ là hai bóng nhà để cho hoàn thiện nhanh nhất có thể, để Khánh với chú Vũ với cả anh Quỳnh là còn tranh thủ là hỗ trợ dự án nước sạch. Bởi vì nếu mà chỉ lên góc thôi thì để mọi người làm thì có thể là mất cả ngày đấy. Mất cả ngày thì cũng mất thời gian hơn. Thì là chú cháu Huy Khánh thì là tập trung ở đây. Thì làm sao mà nhanh nhất để cho bà con là có thể là vừa san nấp được và chú Sì Cùm với cả các bạn thanh niên ở chát chúm được cho ngon lành để cho nó khô. Xong là để một hai hôm nữa thì khi mà đầm ngon lành rồi thì là mọi người sẽ tự có thể láng lên. Và Khánh lại tranh thủ thời gian qua là lên góc nhà để mọi người lại xây như những cái ngôi nhà đã xây rồi. Đây, mọi người có thể xây lên những cái ngôi nhà và những góc cạnh như này là rất là yên tâm. Là cũng không phải suy nghĩ gì cả. Thì là chỉ mong làm sao mà bà con là tất cả những công việc Khánh tranh thủ thời gian và giao cho mọi người là mọi người cứ hoàn thành đúng trách nhiệm là được.
Còn tất cả công việc ngày hôm nay thì đã xong móng thứ 9 và móng thứ 10. Thì là quý vị khán giả thấy clip ngày hôm nay hay và ý nghĩa thì là ủng hộ Huy Khánh cùng tất cả bà con ở trong bản làng Hoa Hồng. Thì cho Huy Khánh một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh Huy Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Khánh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì đã Khánh tranh thủ thời gian thì lại tiếp tục là Khánh chạy lên trên những bản khác để hỗ trợ bà con. Thì hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé. Xin chào.